phải là bác sĩ hay nhất kể từ khi mà giáo viên đến đưa ra một lời đó là không chạy rồi bác sĩ hay của năm nay nhắc lại thì bóng này đang đá một cái đáng sợ như vậy. Trong trận đấu đi cũng chẳng khác gì với cái này cả, Barcelona cũng đâm thủng lưới của Real Madrid trong thời điểm mà đội chủ nhà cũng thấy mắc sai lầm có điều là đội chủ nhà đã thua. Trong trận đấu lượt đi thì chúng ta có thể nhìn thấy Barcelona có những chiến thuật chơi khá mong manh, những cái lợi thế mà Barcelona có được chính là việc ghi tới 3 bàn trên nước Pháp để rồi có lợi thế lớn ở trong tay. Bakula đúng được ghi bóng không thành công của Bakula. Bakula là người xuất hiện thay Asensio bên phía cánh trái và việc Mbappe đẩy vào trong vị trí em tỉnh đó sẽ là một vị trí thay người mà có lẽ các fan của đội Sài Gòn sẽ muốn đội bóng của mình tạo ra sự khác biệt nhiều hơn và những khoảng trống nó cũng sẽ tạo ra nhiều hơn với sự luân phiên chỉ ba cái tên trên hàng công với Rudy ngày hôm nay. Nhưng còn đề Cancelo cái ba sinh đó vào ngủ nó không phải là cái tên mà Rudy có thể dễ dàng như một phần thì Dembélé đang cũng chịu một cái áp lực quá lớn từ phía trên khán đài, chúng ta thực sự là không tự tin từ đầu trận tới giờ trong cách xử lý. Còn với trường hợp của Bakula thì nếu như vượt qua Conte ít nhất anh sẽ phải đối đầu với thêm một người nữa, đó là trường hợp của Araujo, một cầu thủ mà có lẽ người hâm mộ của Barcelona luôn tự tin là thủ hay nhất ở thời điểm bây giờ, quá yên tâm. Và đó lại là một tình huống rất lực đến với cầu thủ Uruguay Ronaldo Araujo. Raman ngày hôm nay chúng ta đã thấy cầu thủ 16 tuổi này tự tin hơn rất nhiều so với trận đấu lượt đi xa nhà. Đây là tình huống trước đó mà Petri cùng với sự xuất hiện ngay sau của Araujo đã khiến cho cầu thủ có bóng rất nguy hiểm, rất nhanh. Petri, Lewandowski thêm một pha lên bóng nữa dành cho Barcelona và chạy bóng rất khôn ngoan.